Sáng nay, poster chính thức của MV ca nhạc Hơn Cả Người Thân, một sáng tác của Khánh Đơn do ca sĩ Nguyên Vũ trình bày, kiêm luôn vai trò đạo diễn cũng vừa được tung ra. MV có sự tham gia của các diễn viên Đào Vân An, Kiều Trinh, Linh Tý, Bích Trâm, Huỳnh Trường Thịnh, Hồng Loan, Hồng Ly, Huỳnh Hiệp và các bé diễn viên nhí. Cũng trong tối nay, 6 tháng 12, trailer cũng sẽ được phát hành vào lúc 19 giờ trên kênh YouTube Võ Hồng Loan Official. MV hoàn chỉnh sẽ được trình chiếu vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 12 cũng trên kênh YouTube Võ Hồng Loan Official. Hôm ấy, Tem Vì Yêu Thương Mà Đến sẽ có một buổi họp mặt để cùng chung vui với MV này. Cũng trong tháng 12 này, ngày 10 tháng 12 sẽ là ngày sinh nhật của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh, sẽ được ái lứa Hồng Loan tổ chức tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh ở Hoa Viên Bình Dương vào lúc 16 giờ chiều để trời bớt nắng, không khí dịu mát và mọi người cùng nhau hát bài Happy Birthday tưởng nhớ sinh nhật ông Hoàng ở nơi xa. Các đồng nghiệp và khán giả ông Hoàng nếu có thời gian hãy đến chung vui cùng gia đình. Thông báo này như một lời mời và một lời cảm ơn chân thành nhất. Dạ, từ tận đáy lòng con xin cúi đầu cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em, khán giả của ba, tất cả cộng đồng mạng và bằng hữu đồng nghiệp của ba đã giúp đỡ, đùm bọc, chở che trong thời gian con đau buồn và hụt hẫng nhất. Nhờ sự thương yêu quý báu đó, giờ đây con đã vượt qua được khó khăn và tự tin để hướng tới tương lai. Con xin hứa mãi mãi con vẫn là Hồng Loan như ngày nào, để không phụ lại tấm lòng thương yêu vô bờ bến của mọi người đã cho con. Và để xứng đáng là con gái duy nhất của ba con, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ba ơi, con thương ba lắm và nhớ ba nhiều lắm. Ba hãy an tâm về nơi đất Phật, ở trần gian con không cô độc một mình đâu ba. Ơi, còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứng dây, đường đứng dây còn xảy còn nổi. Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai. Đói cơm không ai biết. Ôi ơi, đói cơm không ai.